ông không có quyền hỏi luật này, chúng tôi không trả lời ông tất cả vấn đề gì phần này phần tranh luận. Trước khi tranh luận, tôi phải biết rằng hội đồng xét xử cho phép tôi tranh luận như thế nào. Cho nên đây, tôi đọc điều luật cho ông đây, nha. Theo điều 260, trình tự phát biểu tranh luận. Sau khi kết thúc việc hỏi, hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa. Điều 305, tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự chỉ được tranh luận về những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm và đã được hỏi tại phiên tòa phúc thẩm. Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp tác quyền trí tuệ đối với 4 nhân vật: Trạng Tý, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo trong truyện tranh Thần Đồng Đức Việt. Giữa nguyên đơn là ông Lê Phong Linh, bút danh Lê Linh, và bị đơn là công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh. Trước khi bước vào phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa đã phải giải thích, nhắc lại quy trình tố tụng dân sự cho đại diện phía bị đơn khi vị này muốn hỏi phía họa sĩ Lê Linh một số vấn đề về chứng minh tác quyền. Theo hội đồng xét xử thì phần xét hỏi đã xong và ngày 20 tháng 8 là thời điểm của phần tranh luận. Sau đó, bà Phan Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra các hình ảnh và chỉ ra sự khác nhau giữa tập đầu tiên và hình ảnh lúc đăng ký tác quyền. Từ đó, bà Hạnh cho rằng mình là đồng tác giả do đã đóng góp ý kiến cho ông Linh về các hình tượng nhân vật này. Ngay cả cái hình của Sủ nó cũng hoàn toàn nó khác biệt với những cái giấy chứng nhận, trong hình ảnh trong giấy chứng nhận. Chính vì vậy đó là lý do tại sao và tôi và anh Linh đã phải lắng nghe ý kiến của tôi trong cái quá trình cái thời kỳ đầu. Phía nguyên đơn cũng phản bác lại quan điểm của phía bị đơn và đưa ra hình ảnh của các bộ truyện tranh khác trên thế giới để bảo vệ quyền tác giả của mình. Nó có sự khác nhau nhưng mà nó đều là một tác giả đó, không có vấn đề gì cả. Tại vì nó sẽ nhiều phiên bản, từ 201 tôi vẽ như thế, nhưng đến 202 thì lại tiến triển hơn chút xíu, và tới 203 nó lại có những phiên bản khác nữa. Bên cạnh đó, luật sư của nguyên đơn còn lấy người quay phim tại phiên tòa ra làm ví dụ để chứng minh luận điểm người đóng góp ý kiến không phải là tác giả. Cameraman đó, cao cái này anh đang tạo cái góc chụp đó, đối với tôi anh cho thật sự là đẹp. Thì anh đứng cạnh kia anh thấy là ta hay quá, anh không đứng ở đâu đây mà anh đứng ở đó luôn đó, anh chọn đúng chỗ đó luôn. Thế thì mỗi anh là, mặc dù là anh này có ăn cặp ý tưởng của anh này là đứng cái chỗ mà có thể tạo hình tốt nhất, nhưng mà cái việc tạo ý tưởng đó đối với tạo hình nhất không có đề gì, hai tác phẩm. Trước khi kết thúc phần tranh luận, chủ tọa cũng yêu cầu các bên tranh luận để làm rõ thêm việc xâm phạm, sửa chữa đối với 4 nhân vật, đồng thời làm rõ thêm phần truyện và phần tranh trong tác phẩm Thần Đồng Đất Việt. Vụ tranh chấp tác quyền Thần Đồng Đất Việt đã bước qua năm thứ 13. Trước đó, trong bản án sơ thẩm ngày 18 tháng 2 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án công nhận ông Linh là tác giả duy nhất của bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, bà Phan Thị Mỹ Hạnh không phải là đồng tác giả. Tòa chấp nhận yêu cầu của ông Lê Linh về việc buộc công ty Phan Thị phải chấm dứt việc tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của những hình tượng do ông Linh sáng tạo. Không đồng ý với quyết định của án sơ thẩm, phía công ty Phan Thị đã có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, phiên tòa phúc thẩm kết thúc phần xét hỏi. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tòa xét xử trở lại, nhưng chủ tòa tuyên bố tạm ngưng phiên phúc thẩm do sức khỏe của ông Lê Phong Linh không thể tham dự phiên tòa. Đến ngày 20 tháng 8, phiên tòa được xét xử trở lại. Kết thúc buổi xét xử sáng 20 tháng 8 năm 2019, hội đồng xét xử tuyên bố sẽ tiếp tục xét xử phiên tòa vào ngày 27 tháng 8 năm 2019.